Bấy giờ, Bồ Tát Tinh Tú Tràng nương thần lực của Đức Phật, quan sát khắp mười phương mà nói kệ rằng: Lúc đó phương dưới, Bồ Tát Tinh Tú Tràng làm đại biểu, ngài nương đại oai thần lực gia trì của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, quan sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương thế giới, dùng kệ để nói rõ công đức và cảnh giới của Phật. Như Lai chẳng chỗ trụ, khắp trụ tất cả cõi, tất cả cõi đều đến, tất cả nơi đều thấy. Phật là vô tại, vô bất tại, Đức cũng là chẳng chỗ trụ, chẳng có chỗ nào mà chẳng trụ. Phật chẳng những trụ ở một cõi nước mà còn trụ khắp ở tất cả cõi nước. Tất cả cõi nước chư Phật đều có thể đi đến, chúng sinh tất cả nơi đều thấy được Phật. Phật tùy tâm chúng sinh, khắp hiện tất cả thân, thành đạo chuyển pháp luân và với bát niết bàn. Phật là tùy thuận tâm của chúng sinh, là mãn nguyện của chúng sinh mà khắp thị hiện tất cả thân. Chúng sinh muốn thấy thân gì thì thị hiện thân đó. Phật từ cung trời đâu xuất hàng sinh, nhập thai, xuất gia, hàng ma, thành đạo, chuyển pháp luân vào niết bàn. Một đời tám tướng thành đạo, thị hiện ở trong chúng sinh, khiến cho phát tâm bồ đề, tu đạo vô thượng. Chư Phật không nghĩ bàn, ai hay nghĩ bàn Phật, người đó thấy chánh giác, người đó hiện tối thắng. Cảnh giới của mười phương ba đời, tất cả chư Phật không thể suy nghĩ, không thể luận bàn, tất nhiên là không thể nghĩ bàn. Vậy ai có thể tư nghĩ Phật, ai có thể thấy được Phật, ai có thể thị hiện thân tối thù thắng? Chỉ có Phật mới minh bạch nghĩa lý thật tướng của các pháp, mới thấy được thân Phật, mới có thể thị hiện thân tối thắng của Phật, mới có thể giáo hóa chúng sinh. Tất cả pháp như vậy, cảnh chư Phật cũng thế, cho đến không một pháp như trong có sinh diệt. Tất cả pháp, bao quát sắc pháp, tâm sở pháp, bất tương ưng pháp, vô vi pháp đều là vắng lặng không động. Bản thể của pháp là như, như tức là vắng lặng, vốn là như thế. Nó cũng chẳng sinh, cũng chẳng diệt, cũng chẳng như, cũng chẳng sạch, cũng chẳng tăng, cũng chẳng giảm. Tất cả pháp đều như, nhất như không hai. Cảnh giới của chư Phật cũng là như, cũng chẳng thêm tạo tác, cho đến ở trong đủ thứ pháp phân tích tỉ mỉ, thì một pháp chẳng lập, vạn pháp đều không, đều là như, vốn chẳng động, ở trong như, chẳng có sinh diệt. Chúng sinh vọng phân biệt là Phật, là thế giới. Người thấu đạt pháp tánh không Phật, không thế giới, pháp này vốn chẳng có sinh diệt. Bất quá chúng sinh dùng vọng tâm để phân biệt, cho là có sinh diệt. Phân biệt đây là Phật ra đời, đó là Phật vào niết bàn, đây là thế giới của chúng sinh, đó là thế giới của Phật. Có nhiều phân biệt như thế. Nếu thấu rõ thông đạt thật tướng lý thể của tất cả các pháp, căn bản mà nói xa, thì Phật cũng là như, chúng sinh cũng là như, thế giới cũng là như, đều là bổn lai chẳng động. Cũng có thể nói bổn lai là chẳng có. Nói về rốt ráo thì không Phật, không chúng sinh, không thế giới. Vì chúng sinh có tâm chấp trước nên mới hiện ra có Phật, có chúng sinh, có thế giới. Do đó, chẳng phải gió động, chẳng phải phướng động, tâm các vị động. Tâm của chúng sinh có sự phân biệt mới có hiện tượng như thế. Như Lai khắp hiện tiền khiến chúng sinh tin vui, Phật thể bất khả đắc, đó cũng không chỗ thấy. Phật khắp hiện ở trước tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh sinh tâm tin và hoan hỷ. Đừng chấp trước rằng Phật có tướng, bổn lai Phật thể không thể đắc được. Trong Kinh Kim Cang có nói, phàm hết thảy tướng đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, tức thấy Như Lai. Chúng sinh đối với pháp thân của Phật cũng không cách trí thấy được. Chúng sinh ở trong pháp thân của Phật mà chẳng tự giác. Tại sao? Vì pháp thân của Phật là tận cùng hư không khắp pháp giới, vô tại vô bất tại. Nếu ở tại thế gian xa lìa mọi chấp trước, không ngại tâm hoan hỷ, nơi pháp được khai ngộ. Nếu như ở tại hữu tình thế gian, chúng sinh thế gian mà xa lìa tất cả mọi sự chấp trước, thì sẽ đạt đến cảnh giới viên dùng vô ngại. Lúc đó tâm chẳng có mọi sự chấp trước, sẽ sinh tâm đại hoan hỷ, đắc được giải thoát, sẽ minh bạch tất cả pháp, bổn lai tự tánh vốn có đủ. Do đó, hạt châu ở trong áo chẳng từ bên ngoài mà có được, đối với pháp để đắc được khai ngộ. Chấp trước tức là chấp giữ vào tất cả những điều tốt, giống như người tham tiền tài thì chấp trước vào tiền tài, người tham sắc đẹp thì chấp trước vào sắc đẹp, người tham danh thì chấp trước vào danh, người tham ăn thì chấp trước vào ăn,
Người tham ngủ thì chấp trước vào ngủ, tóm lại tham gì thì chấp trước vào đó, có chấp trước thì chẳng đắc được giải thoát. Còn có chấp về cái ta, tất cả là ta đều tốt, đó tức là ích kỷ. Có ích kỷ thì muốn lợi cho mình. Người học Phật Pháp lại có sự chấp trước về Pháp. Tôi giảng được bộ kinh này thì có chấp trước về bộ kinh này. Tôi giảng được bộ kinh nọ thì có chấp trước về bộ kinh nọ. Tôi hiểu biết nhiều hơn anh thì có pháp chấp. Tôi tu hành có công phu hơn anh cũng là pháp chấp. Trước khi chưa học Phật thì chẳng có pháp chấp. Học Phật rồi thì nhìn ai chẳng ra gì, sinh ra đại ngã mạn, đó tức là chấp về Pháp. Chúng ta chúng sinh giống như tằm nhà tơ, tự ràng buộc mình chẳng được giải thoát. Do thần lực hiện ra, tức nói đó là Phật, ba đời tất cả thời, cầu đều chẳng chỗ có. Vì do đại oai thần được thị hiện ra, ứng hóa thân cho nên nói đó là Phật. Kỳ thật đó là biến hóa thân, chứ chẳng phải thần Phật thật. Ba đời tất cả thời, không thể đắc được. Tại sao? Vì quá khứ đã qua rồi, hiện tại chẳng ngừng lại, vị lai thì chưa đến, cho nên nói không thể đắc được. Muốn tìm tòi thời gian quyết thật, hoặc ba thời hoặc ba tâm đều không thể đắc được, vì chẳng chỗ có. Nếu biết được như vậy, tâm ý và các pháp, tất cả đều thấy biết, sớm được thành Như Lai. Nếu minh bạch tất cả đều là vô thường, thì tất cả đều không thể đắc được. Tất cả đều chẳng chân thật, thì tất cả đều là hư vọng. Bất cứ tâm ý và các pháp đều ở chỗ thấy biết dụng sự. Rốt ráo chẳng có lìa khỏi tất cả sự thấy biết, chẳng lìa khỏi tất cả tâm ý, rốt ráo chẳng đến chỗ trí huệ, vẫn ở nơi sáu căn để dụng sự. Nếu biết tất cả đều là sự thấy biết, thì rất sớm sẽ đạt được trí huệ của Phật. Trong lời nói hiền bày, tất cả Phật tự tại, chánh giác vượt lời nói, giả dùng lời lẽ nói, là do trong lời nói mà hiền bày tự tại thần lực của tất cả Phật, chánh giác Phật của sự cứu kính vượt khỏi tất cả lời nói. Do đó, đường lời lẽ đã dứt, chỗ tâm hành đã bật. Tức cũng là nói, con đường lời nói đã dứt hẳn, đã đến trình độ không có lời gì để nói, chỗ trong tâm nghĩ tưởng đã chẳng còn nữa. Nghĩ cũng nghĩ chẳng ra, tưởng cũng tưởng không đến. Đến được trình độ này thì mới là cảnh giới của bậc chánh giác. Cảnh giới này tức là miệng muốn nói mà lời lẽ đã tan mất, tâm muốn duyên mà tư lự chẳng còn nữa. Miệng muốn nói mà lời lẽ chẳng còn nữa, nói chẳng ra, trong tâm muốn nghĩ tưởng cũng chẳng cách chi, tưởng nghĩ ra, đây tức là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Tuy nhiên Phật vượt khỏi tất cả lời lẽ, nhưng vẫn phải dùng lời lẽ để thuyết minh cảnh giới của Phật. Vốn dùng lời lẽ để nói, cũng nói chẳng minh bạch cảnh giới của Phật. Tuy nhiên nói chẳng minh bạch, nhưng vẫn phải miễn cưỡng nói ra, nếu không nói thì chẳng có chúng sinh biết được cảnh giới của Phật. Cho nên lúc nói không ra cảnh giới chân thật của Phật, cảnh giới của Pháp, vẫn phải nhờ lời lẽ để nói, song suốt thuở vị lai cũng nói chẳng hết được. Bấy giờ Bồ Tát Pháp Tràng nương thần lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng: lúc đó phương trên Bồ Tát Pháp Tràng làm đại biểu, ngài nương đại oai thần lực gia trì của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quán sát khắp hết thảy nhân duyên của chúng sinh trong mười phương, dùng kệ để thuyết minh công đức và cảnh giới của Phật. Thà luôn luôn thọ đủ tất cả khổ thế gian, quyết không xa Như Lai, chẳng thấy sức tự tại. Thà rằng có thể luôn luôn tiếp thọ đầy đủ tất cả khổ của thế gian. Khổ của thế gian có 3 thứ khổ, 8 thứ khổ, vô lượng thứ khổ. Tuy nhiên phải tiếp thọ tất cả thứ khổ, nhưng thủy chung chẳng muốn ra lìa Đức Phật, chắc chắn phải tu trì Phật Pháp. Nhưng muốn thấy Phật, nghe Pháp, gặp Tăng, thì bất cứ thứ khổ nào cũng cam tâm tình nguyện chịu đựng. Nếu có các chúng sinh chưa phát tâm Bồ Đề, khi được nghe danh Phật, chắc chắn thành Bồ Đề. Giả sử có tất cả chúng sinh chưa từng phát tâm Bồ Đề, chưa được gần gũi Tam Bảo, chưa được gặp bậc thiện tri thức, một khi nghe được tên Phật thì chắc chắn sẽ thành Bồ Đề. Tại sao? Vì nghe tên Phật một khi lọt qua tai thì vĩnh viễn là hạt giống đạo. Nghe đến tên Phật, ở trong ruộng tám thước sẽ trồng xuống hạt giống kim cang, vĩnh viễn chẳng tiêu diệt, tương lai nhất định sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu có người trí huệ, một niệm phát đạo tâm sẽ thành đấng vô thượng, đừng sinh tâm nghi hoặc. Giả sử có người có trí huệ ở trong một niệm mà phát tâm Bồ Đề,
thì tương lai nhất định sẽ thành đấng vô thượng, tức cũng là Phật. Tất cả chúng sinh nên phải cẩn thận, đừng sinh tâm nghi hoặc đối với đạo lý này. Tại sao ở trong một niệm phát đạo tâm mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác? Vì có người trí huệ chẳng những ở trong một niệm phát đạo tâm mà còn ở trong niệm niệm đều phát đạo tâm, cho nên mới có cảnh giới không thể nghĩ bàn như thế. Như Lai tự tại lực, vô lượng kiếp khó gặp, nếu sinh một niệm tin, sớm chứng vô thượng đạo. Phật có oai thần lực đại tự tại, sức tự tại đó ở trong vô lượng đại kiếp, rất khó được gặp. Giả sử có người ở trong một niệm sinh ra tâm tin, thì người đó rất sớm sẽ chứng được quả vị vô thượng, tức là quả vị Phật. Nếu như trong niệm niệm cúng dường vô lượng Phật, chưa biết pháp chân thật, chẳng gọi là cúng dường. Giả sử có người ở trong niệm niệm cúng dường mười phương ba đời tất cả chư Phật, nhưng chẳng biết pháp chân thật, tức cũng là pháp chân như thật tướng, pháp vô giáo niết bàn, thì đó không gọi là chân chánh cúng dường. Gì là chân chánh cúng dường? Tức là phải minh bạch đạo lý các pháp thật tướng, tức cũng là thật tướng vô tướng. Tất cả các pháp đều là không, không thể chấp trước vào tướng, tức tướng lìa tướng chẳng chấp trước, mới là chân thật cúng dường. Nếu chẳng lìa tướng mà cúng dường, tuy nhiên cúng dường vô lượng chư Phật vẫn không gọi là cúng dường. Nếu nghe pháp như vậy, chư Phật từ đây sinh, tuy trải vô lượng khổ, chẳng bỏ hạnh bồ đề. Giả sử nghe được pháp chân thật, pháp chân thật này tức là lìa tướng pháp. Lìa tướng pháp tức là tâm ấn pháp, tâm ấn pháp tức là lìa tướng lời nói, lìa tâm duyên tướng, lìa pháp tướng văn tự. Do đó, lìa tất cả tướng tức tất cả pháp. Tức tất cả pháp là gì? Nói một cách đơn giản, tức là pháp trung đạo liễu nghĩa. Gì là trung đạo liễu nghĩa? Tức là chẳng thiên về không, chẳng thiên về có, không có đều chẳng chấp trước, gọi là trung đạo. Nói chung trung đạo tức là thật tướng diệu pháp, thật tướng diệu pháp tức là trung đạo. Chư Phật là từ thật tướng, vô sở bất tướng sinh ra, tức cũng là từ tâm ấn diệu pháp, trung đạo liễu nghĩa, diệu pháp sinh ra. Trung đạo liễu nghĩa tức là pháp chân không diệu hữu. Do đó, chân không chẳng ngại diệu hữu chẳng ngại chân không, cũng là chân không chẳng không, diệu hữu chẳng hữu. Thứ diệu pháp này không thể nghĩ bàn. Thứ diệu pháp này ai có thể đắc được? Ai y pháp tu hành thì người đó sẽ thành Phật. Nếu chẳng y chiếu theo pháp chân không diệu hữu của trung đạo liễu nghĩa mà tu hành thì đó tức là chúng sinh. Người tu đạo thì dụng công phu ở tại chỗ này, bằng không thì tu mù luyện đuôi chẳng có ích lợi gì. Tu pháp này tuy nhiên trải qua vô lượng khổ nhưng chẳng xả bỏ hạnh bồ đề, tức cũng là tu diệu pháp trung đạo liễu nghĩa, tu diệu pháp tâm ấn, tu diệu pháp thời tướng. Tu đến lúc viên mãn thì sẽ thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là quả vị A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Khi nghe sinh trí huệ, pháp chỗ chư Phật vào khắp ở trong pháp giới, thành đạo sư ba đời. Một khi nghe được thứ diệu pháp này thì sinh đại trí huệ. Thứ pháp này là nơi này chư Phật sinh ra, từ đây mà vào, tức cũng là pháp của chư Phật tu thực hành. Minh bạch thứ pháp này, tu hành thứ pháp này mới có thể thành Phật. Thứ pháp này tận cùng hư không khắp pháp giới, trở thành đạo sư ba đời, đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai. Tùy hết thuở vị lai đến khắp các cõi Phật, chẳng cầu diệu pháp này, quyết chẳng thành bồ đề. Tuy nhiên hết thuở vị lai du hành khắp hết thảy tất cả cõi nước chư Phật, nhưng chẳng cầu diệu pháp trùng đạo liễu nghĩa, chẳng cầu diệu pháp tâm ấn, chẳng cầu diệu pháp thật tướng vô tướng, thì cuối cùng không thể thành Phật được. Nếu muốn thành Phật thì nhất định phải minh bạch đạo lý diệu pháp này. Trung đạo liễu nghĩa là pháp Phật dùng tâm ấn tâm, do đó truyền Phật tâm ấn. Chẳng đắc được diệu pháp tâm ấn thì dù tu vô lượng kiếp cũng không thể thành bồ đề. Pháp môn của Thiền Tông là dùng tâm ấn tâm, do đó tâm tâm ấn nhau. Tâm của vị thầy và tâm của đệ tử phối hợp với nhau, tiền thừa y bát, cho nên Thiền Tông có bốn đại tông chỉ là chẳng lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật. Nghĩa là chẳng thiết lập về văn tự, truyền ngoài giáo lý, chỉ thẳng chân tâm, thấy tánh thành Phật. Tu pháp chân thật như thế nào? Thứ nhất là dứt trừ tâm dâm dục. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói, dâm tâm bất trừ, trần bất khả xuất. Tâm dâm dục chẳng đoạn trừ thì không thể thoát khỏi ba cõi,
tức cũng có nghĩa là không thể chấm dứt sinh tử. Do đó, nếu chẳng dứt dâm dục, thì kẻ tu thiền định như nấu cát đá muốn biến thành cơm, vĩnh viễn không thể nào thành công. Cho nên người tu đạo phải tu pháp môn đoạn dục khử ái. Ban đầu vô minh chẳng khởi lên thì chẳng có sinh tử. Chúng sinh xưa đến nay sinh tử trôi nổi lâu, chẳng biết pháp chân thật nên chư Phật ra đời. Chúng sinh từ vô thủy kiếp đến nay lưu chuyển ở trong sinh tử luân hồi, chuyển tới chuyển lui cũng chuyển chẳng ra khỏi ngoài sinh tử luân hồi. Giống như hạt bụi trôi nổi không nhất định, hốt nhiên lên trời, hốt nhiên ở dưới đất, hốt nhiên ở loài người, hốt nhiên ở loài Atula, hốt nhiên loài súc sinh, hốt nhiên loài ngạ quỷ. Đây là chẳng có sự bắt đầu, cũng chẳng có sự kết thúc. Khi nào chứng quả thành Phật, thì lúc đó sẽ thoát khỏi khổ của luân hồi. Trước khi chưa thành Phật, thì vẫn lưu chuyển ở trong sáu nẻo luân hồi. Bồ Tát còn có mê về sự cách ấm, A-la-hán còn hôn mê lúc trụ thai, Pháp Thần Đại Sĩ thị hiện nhân gian phổ độ chúng sinh, có lúc cũng bị trôi theo dòng sinh tử, trôi nổi khiến cho đầu não hôn mê, chẳng biết làm thế nào chấm dứt sinh tử. Vô thủy thì chẳng có bắt đầu, vô trùng thì chẳng có kết thúc, giống như số không chẳng có sự bắt đầu, cũng chẳng có sự kết thúc. Nó là một nguyên hóa, nếu đập vỡ số không thì sẽ trở thành một. Đây tức là bắt đầu gì? Bắt đầu số một. Có số 1 rồi, lại thêm 1 sẽ thành 2, lại thêm 1 thành 3, cứ tiếp tục thêm 1 sẽ thành 10, thành trăm, thành ngàn, thành vạn, từ vạn biến hóa thành ức, từ ức biến hóa thành triệu, cho đến số nhiều không thể đếm hết được. Hiện tại là thời đại khoa học, có sức lực ngày đi ngàn dặm, ngày tháng đổi mới khác thường, tiến bộ không ngừng, dùng hỏa tiễn bay vào vệ tinh, vận hành ở trong quỹ đạo hư không chẳng ngừng nghỉ. Thuyền không gian này với thuyền không gian kia tiếp hợp ở trong hư không, đây đều là bắt đầu tác dụng của số mục. Dùng số mục để tính toán chi phối hội hợp, dùng số mục để khống chế thời gian hội hợp, cứ phát triển như vậy chẳng có khi nào kết thúc. Khi nào có thể sẽ kết thúc? Hiện tại vẫn chưa biết được. Khi kết thúc thì sẽ đến kiếp không, trong bốn kiếp thành trụ hoại không. Kiếp thành là bắt đầu, kiếp không là kết thúc. Kiếp thành có 20 tiểu kiếp, kiếp trụ có 20 tiểu kiếp, kiếp hoại có 20 tiểu kiếp, kiếp không có 20 tiểu kiếp. 80 tiểu kiếp là một trung kiếp, 4 trung kiếp là một đại kiếp. Tuổi thọ của trái đất, thời gian chỉ là một đại kiếp. Chúng sinh từ vô thủy kiếp đến nay, người nam có trước hay người nữ có trước? Nếu như nói người nam có trước, nhưng nếu chẳng có người nữ thì làm sao có người nam? Nếu như nói người nữ có trước, nhưng không có người nam, làm sao có người nữ? Đây tức là vô thủy, không có sự bắt đầu, chẳng biết từ lúc nào bắt đầu, hoặc là gà có trước hay trứng có trước. Vấn đề này cũng là đạo lý nghiên cứu chẳng minh bạch được. Cứu kính thì sự việc như thế nào? Có thể dùng một lời đơn giản để trả lời, đó đều là từ số 0 mà ra, cho nên nói số 0 là vô thủy vô trùng, chẳng có bắt đầu, chẳng có kết thúc, chẳng trong chẳng ngoài, chẳng lớn chẳng nhỏ. Thu nó lại thì một hạt bụi, phóng nó ra thì một pháp giới. Tận cùng hư không khắp pháp giới chẳng vượt ra ngoài số không này. Số không này là gốc sinh sinh hóa hóa, là chân không diệu hữu, vô thủy, vô chung. Số không này phóng lớn ra là chân không, thu nhỏ lại là diệu hữu. Chân không diệu hữu, tức là chân không chẳng không sinh ra diệu hữu. Diệu hữu, chẳng ngại chân không. Không có, chẳng hai, tức không, tức có. Tức có, tức không. Đây tức là trung đạo liễu nghĩa, tức cũng là pháp chân thật nghĩa của Đại Thừa. Số không này chẳng có lúc nào bắt đầu, tức là chân không diệu hữu. Chân không này chẳng phải ngoan không, diệu hữu này chẳng phải thật hữu. Tức cũng là viên dung vô ngại, trung đạo chẳng thiên về một bên nào. Cao vị nếu minh bạch đạo lý này thì sẽ minh bạch pháp chân thật. Nếu chẳng minh bạch pháp này, tức là người hồ đồ, người chẳng có trí huệ chân chánh. Số không này nếu là khai ngộ thì nó là trí huệ đại quang minh, nếu chẳng khai ngộ thì nó là vô minh đại đen tối. Vô minh cũng là số không này, trí huệ cũng là số không này. Số không này lớn mà chẳng ở ngoài, nhỏ mà chẳng ở trong. Nói rộng ra thì chẳng có gì lớn bằng nó, nói hẹp lại thì chẳng có gì nhỏ bằng nó. Số không này lớn mà hóa, tức là nguồn gốc thanh tịnh, tánh diệu chân như. Nhỏ mà ẩn tàng, tức là một niệm vô minh lúc ban đầu. Đây là giải thích về vô thủy,
không có bắt đầu. Tại sao chúng sinh lưu truyền ở trong sinh tử luân hồi thì chẳng hiểu biết về pháp chân thật, cho nên nhìn chúng sinh đáng thương xót, tử bi thương xót chúng sinh, bèn phát tâm đại bi xuất hiện ra đời, để giáo hóa tất cả chúng sinh lìa khổ được vui, phát tâm bồ đề, trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh, tu đạo vô thượng. Chúng ta ở trong sáu nẻo luân hồi thọ quả báo, là vì trong tâm chúng sinh đã tạo thành thứ nghiệp này mới thọ quả báo này. Tóm lại, thuở xưa khởi vọng tưởng thiên đàng thì sinh lên trời, khởi vọng tưởng địa ngục thì sẽ đọa địa ngục, nếu tạo tội nghiệp thì sẽ đọa vào trong ba đường ác, nếu tạo công đức lành thì sẽ sinh vào ba đường lành. Tình hình đại khái như vậy, chỉ nói một cách sơ lược, nếu nói tỉ mỉ thì hết thuở vị lai cũng nói chẳng hết được. Thế giới này là do vọng tưởng của chúng sinh tạo thành, nếu chúng sinh chẳng có vọng tưởng thì thế giới này sẽ không có, vì chúng sinh vẫn chưa minh bạch hiểu biết pháp chân như thật tướng. Pháp chân không diệu hữu, cho nên thế giới này vẫn tồn tại. Pháp chân không diệu hữu tức là số không, thế giới do số không mà sinh, chúng sinh do số không mà sinh, tất cả hết thảy đều do số không mà sinh ra, vì số không này chẳng phải số nội, vượt ra số ngoại. Phóng ra thì di lục hợp, cuộn lại thì ẩn tàng nơi mật. Đức cũng là cảnh giới vô thủy vô trùng, chẳng trong chẳng ngoài, chẳng lớn chẳng nhỏ. Pháp chân thật này tức là chân không diệu hữu. Chân không chẳng không, tại sao chẳng không? Vì nó có diệu hữu, diệu hữu phi hữu, vẫn là chẳng hữu. Tại sao chẳng hữu? Vì nó có chân không. Do đó, chân không chẳng ngại diệu hữu, diệu hữu chẳng ngại chân không. Đạo lý này có thể giải quyết được vấn đề người nam có trước hay người nữ có trước, gà có trước hay trứng có trước. Những vấn đề nan giải này, dùng số không để giải quyết thì tất cả mọi vấn đề sẽ nghênh nhận mà giải. Tại sao trong chân không hay sinh ra diệu hữu, hay hiện ra tất cả sự vật, mà trong diệu hữu vẫn chẳng lìa khỏi chân không? Cảnh giới này trước khi chưa được tâm ấn của chư Phật thì không thể minh bạch được. Nếu minh bạch được pháp môn chư Phật dùng tâm ấn tâm, thì sẽ minh bạch pháp môn chân thật này. Pháp chân thật này ở trong tự tánh vốn có, chẳng cần tìm cầu bên ngoài. Nếu đi tìm bên ngoài thì dù có tìm 8 vạn đại kiếp cũng chẳng tìm được. Nếu hồi quang phản chiếu thì sẽ thấy được. Do đó biển khổ không bờ, hồi đầu là bến. Tóm lại, hướng bên ngoài tìm cầu tức là biển khổ không bờ, hướng vào bên trong tìm cầu ở trong tự tánh dụng công phu tức là hồi đầu là bến. Chúng ta suốt ngày đến tối điền điền đào đào theo đuổi vọng duyên, chạy theo sáu căn sáu trần, chẳng minh bạch pháp chân thật. Chư Phật ở trong cõi thường tịch quang tịnh độ ngồi kiết già mà nhập định, ở trong định quan sát tất cả chúng sinh rất là ngu si, thật đáng thương xót, chấp đông chấp tây lấy khổ làm vui, không biết bỏ mê về với giác ngộ, chẳng biết mượn cái giả tu cái thật, chẳng biết đi ngược lại cái vọng để chuyển thành cái thật, chẳng biết trở lại cầu nơi chính mình. Cho nên chư Phật từ bi, ở trong định đến thế giới chúng sinh nào có duyên đáng được độ thì chỉ bày bến mê khiến cho họ quay đầu trở lại. Đáng tiếc là chúng ta cứ theo đuổi gốc không thật, chẳng nhận thức được pháp chân thật. Phật khổ nhỏ vì chúng ta nói pháp chẳng buồn phiền giáo hóa chúng ta, nhưng chúng ta chẳng nghe lời, quá ngu si, chẳng những chẳng y pháp tu hành mà ngược lại thối lùi về sau, chẳng nghe lời vàng ngọc của Phật. Cho nên Phật lại muốn tìm biện pháp để đến ở trước mặt chúng ta, điều phục giáo hóa chúng sinh cao cường. Đây là nguyên nhân Phật xuất hiện ra đời. Các pháp không thể hoại, cũng chẳng ai phá được. Tự tại đại quang minh khắp hiện nơi thế gian, pháp chân thật này không thể nào phá hoại được. Thiên ma ngoại đạo cũng chẳng cách gì phá hoại được. Tại sao? Vì chánh pháp kiên cố giống như kim cang, cho nên không thể nào phá hoại được. Nếu phá hoại được thì chẳng phải là pháp chân thật. Đại tự tại đại quang minh này khắp thị hiện trong tất cả thế gian. Đại quang minh tạng này chỉ bày pháp môn chấm dứt sinh tử, phá trừ vô minh, hiển hiện pháp môn pháp tánh quang minh vốn có. Các vị nếu không tin thì có thể thử xem, đến lúc đó bạn không cách chi mà không tin, không tin cũng sẽ tin, vì nó là như vậy, có phương pháp gì không tin chăng? Đại quang minh tạng này là mình vốn có, chẳng phải người khác bố thí cho bạn, cũng chẳng phải chư Phật gia bị cho bạn, mà là bạn tự có đầy đủ. Đại quang minh tạng tức là chân như thật tánh. Nếu tu hành pháp chân thật này thì thức A Lại Gia, thức thứ 8 sẽ chuyển thành đại viên cảnh trí chấm dứt sinh tử. Nếu chẳng nhận chân tu hành
thì hạt giống của thức A Lại Gia sẽ tùy theo nhân duyên của cha mẹ mà đi đầu thai, sinh sinh không ngừng, vĩnh viễn chẳng có lúc nào chấm dứt. Như thế thì chẳng đắc được giải thoát. Hết tập 11.